Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi me chua ha, quái đẹp luôn nha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Mã số đầu tiên của clip là 169. Cây quái nha cô chú anh chị. Đây cây cũ, cây dạng lùng lực luôn á. Ôm cái cây này luôn. 53 hoành. Hoành cái thân này là 20, rất là to nha. Chiều cao là 25. Đường kính bầu là 20. 169. 700.000, bao ship toàn quốc luôn nha. 169 700.000. Cây này mình chơi trực hoành được nha cô chú anh chị. Trực hoành cực kỳ đẹp luôn ha. Me chua ha. Cây mới vô bầu lại. 170. Cây dáng bay. Cũng khá là to nha. Có cốt ngay đó, cốt này đẹp ha. Ra đây. Hoành cũ là 45. Hoành thân là 19. Chiều dài là 35. Kính bầu 20. Rồi 170 600.000. Mã số 170 ha, 600. Bao ship nha cô chú anh chị. Me chua ha. Cũ cũng khá là to nè. Kính bầu 20. Rồi mã số 171 500.000. Một cây mini ha. Nhưng mà rất là đẹp luôn. Khéo mini, khéo cây lắm. Thân là 13. Chiều cao là 25. Kính bầu 16. Cây này rất là khéo cây ha. Rồi 172 350.000. 350. Bao ship. Me chua nghe cô chú anh chị. Hoành đế là 41. Cái bề đế này rất là đặc nè. Hoành thân 19. Chiều cao 34. Đường kính bầu 20. 173 450.000. Ở một cây trực lắc cũng khá là đẹp nè cô chú anh chị ạ. Mười lăm hoành, cao 30, đường kính bầu 17,
Rồi, 174 350.000. Sáu hoành cũ, hoành thăng ngay cái đột này là 17 nè, hoành dưới này là 13, chiều cao 40, kính bầu 20, 175, 500.000, mé chua nghe cô chú anh chị. Một trăm bảy mươi sáu, cây này cái cũ cũng dữ ha. Đây, bốn mươi sáu hoành thẳng 20, chiều cao 38, kính bầu 20. Rồi, 176, 500.000. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Một trăm bảy mươi bảy, cây này bự chà bá luôn nha cô chú anh chị, bự bành kỳ luôn. 40 hoành, hoành thăng là 21, chiều dài 40, kính bầu 19. Cây này bự cây lắm. Rồi, 177, 500.000, bao ship luôn. Một trăm bảy mươi tám, cây này cũng có cũ ha. Hoành thăng 16, chiều cao 42, đường kính bầu 20, 178, 350.000. Bảy hoành thăng 16, chiều dài 36, kính bầu 20, 179, 400.000. Một trăm tám mươi cũng là cây cuối cùng của clip. Bảy hoành, cây này cũng khá là to nè. 18 hoành, chiều cao 28, kính bầu 20, 180, 350.000, bao ship toàn quốc. Rồi, em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.